vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến kênh Nhật Báo 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hấp dẫn nhất đến từ kênh Nhật Báo 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Sếp lớn Thái Lịch mang tin vui đến với Lương Xuân Trường. Theo chia sẻ của giám đốc điều hành giải Thái Lịch, ông Benjamin Tan, thì tiền vệ Xuân Trường không lo bị Buriam sa thải trước thời hạn sau khi đội bóng này vừa chiêu mộ tân binh người Philippines Kevin Ingrasso. Sếp lớn Thái Lịch mang tin vui đến với Lương Xuân Trường. Trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải tại Thái Lịch, đội bóng đương kim vô địch Buriam United đã quyết định mang về tân binh người Philippines Kevin Ingrasso. Như vậy, hiện tại, Buriam đã có 4 ngoại binh Đông Nam Á. Điều này đã khiến nhiều cổ động viên Việt Nam lo lắng Xuân Trường sẽ bị đào thải sớm vì quy định tại Thái Lịch chỉ cho phép các đội bóng được đăng ký 3 cầu thủ Đông Nam Á trong danh sách mới đây. Giám đốc điều hành Thái Lịch, ông Benjamin Tan đã lên tiếng làm sáng tỏ thông tin trên. Vị này khẳng định các đội bóng có quyền đăng ký không giới hạn số lượng ngoại binh Đông Nam Á nhưng chỉ được sử dụng nhiều nhất là 3 người trong một trận đấu. Bên cạnh đó, họ có thể dùng một ngoại binh châu Á và 3 cầu thủ khác ngoài châu Á. Như vậy sẽ không có chuyện Xuân Trường có thể sớm bị Buriam United thanh lý hợp đồng để tuân thủ điều luật ngoại binh ở Thái Lịch. Tuy nhiên, anh sẽ cần cố gắng rất nhiều nếu muốn thường xuyên được thi đấu trong thời gian tới. Lúc này tuyến giữa Buriam đang khá chật chội với sự xuất hiện của tân binh Kevin Ingrasso. Bên cạnh tuyển thủ người Philippines, Buriam còn có các tiền vệ Kelprom, Hajime Hoshogai và Xuân Trường. Chính vì thế, Trường Hiếp sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có cơ hội ra sân thi đấu. Rõ ràng nếu muốn chiếm được sự tin tưởng của ban huấn luyện, Xuân Trường cần phải chứng minh được khả năng của mình trong những buổi tập cũng như ở những lần hiếm hoi được cho cơ hội ra sân. Xuân Trường có hy vọng ở lại Buriram United. Quy định ngoại binh tại Thái Lịch có thể giúp Lương Xuân Trường ở lại Buriram United, nhưng cơ hội ra sân của anh sẽ không còn nhiều. Thưa quý vị, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho Buriram United mượn Xuân Trường ở một mùa giải. Ở giai đoạn chuyển nhượng mùa hè, đương kim vô địch Thái Lịch bất ngờ bổ sung tiền vệ Philippines theo sức cầu thủ Đông Nam Á. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của Xuân Trường. Cái tên mới đến sân Thunder Castle là Kevin Ingrasso, một tiền vệ gốc Philippines nhưng sinh ra tại Hamburg, Đức. Tổng cộng, Buriram United đang có 4 cái tên từ Đông Nam Á, trong đó có đến 3 cầu thủ Philippines. Nhiều người cho rằng Buriram United sẽ phải đẩy một ngoại binh Đông Nam Á đi, và người đó chính là Xuân Trường. Lý do là cầu thủ Việt Nam không có nhiều cơ hội ra sân và ít đóng góp trong nửa mùa. Anh mới có 4 trận đá chính và 2 lần vào sân thay người cùng một bàn thắng. Thậm chí Xuân Trường cũng không được đăng ký vào danh sách thi đấu trong trận thắng 4-1 trước Lamban FC ở Cup Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Đó cũng là ngày mà Buriram United ra mắt tân binh Ingrasso. Động thái đó khiến nhiều người lo lắng cho Xuân Trường. Theo quy định tại giải Thái Lịch 2019, mỗi đội bóng có thể tung ra sân tối đa 3 cầu thủ đến từ các nước trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, Thái Lịch không giới hạn số lượng cầu thủ Đông Nam Á được đăng ký. Đó cũng là hy vọng mong manh để Xuân Trường trụ lại. Giám đốc điều hành Thái Lịch Benjamin Tan chia sẻ với Zing.vn, các câu lạc bộ có quyền đăng ký không giới hạn số lượng ngoại binh Đông Nam Á, nhưng chỉ được sử dụng nhiều nhất là 3 người trong một trận đấu. Bên cạnh đó, họ có thể dùng một ngoại binh châu Á và 3 cầu thủ khác ngoài châu Á. Như vậy, trong một trận đấu ở Thái Lịch, các đội bóng có thể tung ra đến 7 cầu thủ nước ngoài trên sân cùng một lúc. Thế nhưng, cơ hội ngày càng ít đi với Xuân Trường. Việc cạnh tranh trước đây vốn dĩ khó khăn, nay càng khốc liệt hơn. Thị trường chuyển nhượng ở Thái Lan sẽ chính thức mở cửa từ ngày 24 tháng 6 và khép lại vào ngày 19 tháng 7. Trong khi đó, ở Việt Nam, kỳ chuyển nhượng mùa hè đã mở từ ngày 11 tháng 6 và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 7. Nếu không thể cạnh tranh tại Buriram, Xuân Trường có thể trở về Hoàng Anh Gia Lai. Lương Xuân Trường lên báo Thái, đây rồi đội trưởng U23 Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Lương Xuân Trường trên tạp chí Buriram United cho thấy lại đúng chớt một thủ lĩnh U23 Việt Nam với kỳ tích Thường Châu năm 2018. Lương Xuân Trường là nhân vật trung tâm trong tạp chí Buriram United số mới nhất ở thời điểm anh được huấn luyện viên Bandovic sử dụng nhiều hơn so với giai đoạn đầu mùa. Chỉ là tân binh của Buriram, nhưng Xuân Trường nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ ở sân Chan Arena như một động lực để anh khẳng định nơi đất khách. Trên tạp chí Buriram United, Xuân Trường đã có cuộc trò chuyện khá cởi mở về bản thân, gia đình, bóng đá và cuộc sống ở Thái Lan. Điều thú vị là cách Xuân Trường trò chuyện
Trả lời phỏng vấn khiến cho người hâm mộ thấy lại hình ảnh đúng chất một thủ lĩnh U23 Việt Nam ở Tường Châu năm ngoái. Sự chu đáo chững chạc, cái nhìn sâu sắc, đầy ấm áp và một tinh thần vững chắc, dầu có khó khăn. Không thể từ chối lời mời từ Buriram United. Buriram United nói rằng, anh hãy giới thiệu một chút về bản thân mình đi. Lương Xuân Trường, xin chào, tôi tên là Lương Xuân Trường, hoặc có thể gọi ngắn là Xuân Trường. Hiện tôi 24 tuổi, đến từ một tỉnh phía Bắc Việt Nam, quê tôi ở Tuyên Quang, khá xa so với thủ đô Hà Nội, mất khoảng 2 tiếng rưỡi đi xe. Có rất nhiều địa điểm nổi tiếng mà mọi người rồi sẽ có dịp biết đến về quê tôi. Nơi đây không phải là một thành phố du lịch, nhưng nổi tiếng là vùng đất có các cô gái xinh đẹp. Câu chuyện về những người phụ nữ xinh đẹp quê tôi đã nổi tiếng khắp Việt Nam, đó là một cách nói vui mà phần lớn người Việt vẫn hay nhắc. Hiện tại tôi đang thi đấu ở hàng tiền vệ Buriram United và đây là mùa đầu tiên của tôi ở Thái Liết. Xuất phát điểm của anh với bóng đá là thế nào? Khi còn rất nhỏ, tôi bắt đầu chơi trò bóng đá với cha. Tôi rất thích bóng đá. Cha anh có phải là cầu thủ bóng đá hay không? Phải, nhưng ông là một cầu thủ nghiệp dư, ông không có cơ hội chơi chuyên nghiệp. Còn anh đến với bóng đá chuyên nghiệp là khi nào? Tôi bắt đầu chơi bóng đá một cách rất nghiêm túc khi lên 8 tuổi. Tôi trở thành thành viên của đội bóng thành phố tham dự giải U11 quốc gia. Kể từ đó tôi bắt đầu đi vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Anh có thần tượng những cầu thủ lớn nào không? Steven Gerrard, tôi thích anh ấy từ năm 2005, trận chung kết Champions League giữa Liverpool và AC Milan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy chơi một trận rất là tuyệt vời. Sự thể hiện của Gerrard đã giúp Liverpool giành chức vô địch châu Âu. 2 năm trước đã có tin đồn về việc một đội bóng Thái Lan có ý mời tôi. Hãy nói về mối quan hệ giữa anh và Buriram đi. 2 năm trước đã có tin đồn về việc một đội bóng Thái Lan có ý mời tôi, nhưng lúc đó tôi không thực sự chú tâm vào câu chuyện. Vâng, bởi vì tại thời điểm đó, tôi đã không theo dõi bóng đá Thái Lan. Hơn nữa thực tế đó vẫn chỉ là một tin đồn không hơn không kém. Khi tin đồn trở thành sự thật, cảm giác của anh ra sao? Phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên. Ngay khi biết rằng Buriram United muốn đưa tôi về đội và gửi một lời đề nghị chính thức, tôi gật đầu ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Chưa hài lòng với chính mình. Mục tiêu của anh với Buriram United là gì? Ở đây mọi người đều là những cầu thủ giỏi giàu kinh nghiệm. Đội đã giành chức vô địch Thái Lan mùa giải trước. Mục tiêu chính của tôi là được thi đấu thường xuyên. Với tôi càng được xuất hiện nhiều trong đội hình chính càng tốt. Tôi rất hạnh phúc khi được gia nhập câu lạc bộ, nhưng hiện tại tôi không hài lòng với chính mình. Quỹ thời gian thi đấu của tôi không nhiều. Vì thế tôi hiểu rằng mình phải nỗ lực hơn nữa để trở thành một trong 11 sự lựa chọn quan trọng nhất. Gia đình và người hâm mộ của anh phản ứng thế nào với những gì mà anh đang trải qua tại Buriram United? Bố mẹ tôi rất vui khi tôi được đến đây, vì Buriram United là một trong những đội bóng tốt nhất khu vực ASEAN. Bố mẹ của tôi cho rằng đây là thử thách lớn nhất với sự nghiệp của tôi. Bố và mẹ của tôi đều nghĩ rằng chính thử thách lớn sẽ giúp cho tôi trở nên hoàn thiện mình hơn, phát triển hơn. Những cổ động viên của tôi cũng vậy. Có sự khác biệt giữa cuộc sống ở Buriram và Việt Nam hay không? Có rất nhiều khác biệt, đặc biệt là trong khía cạnh phải xa gia đình, xa bạn bè, nhưng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Tôi cố gắng hòa nhập, các đồng đội giúp đỡ tôi. Câu lạc bộ cũng tạo nhiều điều kiện tốt cho tôi. Cuộc sống ở Thái Lan, anh đã thử một số món ăn truyền thống của Thái Lan chưa? Liệu anh có thích đồ ăn Thái không? Đồ ăn Thái rất khác với đồ ăn Việt Nam. Đồ ăn Thái rất cay. Vâng, một số món ăn Việt Nam ở Thái cũng rất cay. Tôi cũng hiểu về vị cay của món Việt. Dù vậy, ở nhà, mọi thứ không cay như ở đây. Nhưng tôi đã quen với điều này. Ở Việt Nam, tôi cũng thường hay đi ăn đồ Thái. Là một người chơi nước ngoài, một cầu thủ đến từ Việt Nam, anh có gặp trở ngại trong giao tiếp không? Anh có lo lắng về khoản giao tiếp với đồng đội hay không? Tôi không thấy có vấn đề gì, bởi vì bóng đá bản thân nó có một thứ ngôn ngữ riêng, chỉ cần nhìn nhau, chúng tôi có thể hiểu mình đang cần gì. Ngoài ra, tôi cũng có thể nói tiếng Anh. Vâng, tiếng Anh của anh thật sự quá tốt. Bóng đá Việt Nam có gì khác với Thái Lý và anh làm sao để thích nghi? Các nền văn hóa khác nhau dẫn đến việc các giải đấu cũng sẽ khác nhau, nhưng không quá nhiều. Ở Thái Lan, có nhiều cầu thủ nước ngoài nổi tiếng hơn thi đấu. Đồng đội, bạn bè và gia đình. Anh thân với ai nhất trong đội? Các đồng đội mới của anh có giúp đỡ anh nhiều hay không? Tôi duy trì mối quan hệ cởi mở với cả đội, cả những đồng đội người Thái Lan và các cầu thủ ngoại. Nhưng thân thiết hơn cả có lẽ là Sasalak hay Brakon. Nhìn chung thì mọi người ở đây đều thân thiện, tất cả đều chào đón tôi và tôn trọng tôi. Anh có bí quyết gì để giảm sự căng thẳng cũng như là áp lực hay không? Phương pháp thư giãn đơn giản nhất của tôi là ở nhà xem phim, gọi điện cho bố mẹ, cũng có thể là trò chuyện với một vài người bạn ở Việt Nam. Tính toán thì tôi chọn cách cùng với một vài đồng đội đi ăn. Ngoài bóng đá ra thì anh còn thích gì khác hay không? Du lịch, bơi lội và nghe nhạc. Gia đình của anh có sang đây thăm anh không?
bố mẹ của tôi sẽ đến thăm sớm thôi. Tình cảm của người hâm mộ. Lương Xuân Trường là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam, nằm trong số các cầu thủ có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất. Khi sang Buriram, người hâm mộ Việt Nam vẫn theo dõi. Cổ động viên Buriram cũng rất nhanh chóng yêu thích anh. Anh cảm nhận được điều đó chứ? Trước tiên, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan. Tôi có thể cảm nhận được niềm tin từ phía người hâm mộ. Đối với tôi, điều này rất đặc biệt. Đó là lý do để tôi phải làm việc chăm chỉ hơn. Trên fanpage Buriram United của chúng tôi, người hâm mộ Việt Nam bình luận rất nhiều dưới những hình ảnh của anh. Anh biết điều đó chứ? Tôi thật sự không biết, để tôi kiểm tra xem. Người hâm mộ Buriram United và các cổ động viên Việt Nam có khác nhau nhiều không? Tôi nghĩ rằng người hâm mộ của cả hai nước thật sự có rất nhiều điểm giống nhau. Chỉ khác là cổ động viên Thái Lan nói tiếng Thái với tôi, mà tôi thì không hiểu lắm. Người hâm mộ Việt Nam thì nói tiếng Việt với tôi. Vậy thì chúng tôi sẽ đề nghị cổ động viên Thái Lan nói tiếng Anh với anh. Thật chứ? Điều đó thật sự rất thú vị. Cuối cùng anh muốn gửi điều gì đến người hâm mộ? Tôi muốn cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi có thể cảm thấy rằng người hâm mộ tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi rất tự hào về điều này, nhất là khi bản thân từng nghĩ đến những khó khăn để nhận được sự cổ vũ. Sự ủng hộ này mang đến cho tôi sức mạnh. Tôi hứa sẽ sớm thể hiện mức độ cao nhất, tốt nhất cho Buriram. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi đến video của chúng tôi. Nếu thấy hay, hãy like và share. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ cho ekip và để nhận được những thông báo mới nhất khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.